Thưa quý vị và các bạn, qua gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Căn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 12. Đồng chí Tô Hoài Phương được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Nam Căn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 20 đại biểu. Trong phiên bế mạc, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội gồm 9 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng 4 khâu đột phá nhằm thực hiện thành công mục tiêu chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên và các đồng chí đại biểu trên cương vị của công tác mình hãy bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được đại hội thống nhất thông qua, tổ chức triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc ở địa phương, đơn vị mình, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Nam Căn phát triển nhanh và bền vững, trở thành đô thị động lực của tỉnh trong những năm tới. Những vấn đề vừa được đại hội quyết nghị thông qua đều là những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, cần được triển khai thực hiện một cách khoa học cụ thể trong thực tiễn, đáp ứng được kỳ vọng của đảng bộ và nhân dân trong huyện. Ước vọng của chúng tôi đó, mong muốn là làm thế nào để cái khu đô thị, cái khu kinh tế Nam Căn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 đó, sẽ được xây dựng phát triển nhanh hơn thì mới tạo điều kiện để đưa Nam Căn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Với những cái kết quả đã đạt được thì Đảng bộ thị trấn là xác định là trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thị trấn sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội của thị trấn đã được nêu trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ của thị trấn, qua đó là góp phần là thực hiện thành công cái nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện lần thứ 12. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.